Đây là phòng của con hả? Dạ. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây nghỉ đi mẹ. Để con trải giường cho mẹ nằm nha. Từ giờ trở đi á, mẹ đừng có lo lắng gì hết. Mẹ cứ ở đây với mọi người. Con chỉ ở với ba cho tới khi nào ba tỉnh lại thôi. Tới chừng đó con sẽ quay trở lại đây liền. Với lại mỗi thứ bảy chủ nhật con sẽ về đây với mẹ mà. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như vậy có kỳ không con? Mặt mũi đâu mà mẹ dám ở đây làm phiền mọi người hả con? Mẹ yên tâm đi, mẹ đừng lo. Mọi người ở đây thương con lắm, coi con giống như là người nhà vậy đó. Còn nếu mà mẹ thấy ngại thì trước mắt mẹ cứ ở tạm phòng này cho tới chừng nào con quay lại. Rồi con sẽ kiếm cái phòng trọ gần gần đây để hai mẹ con mình ở. Con trai của mẹ con lớn hồi nào vậy? Con đã trưởng thành, con đã trở thành người lớn thật rồi. Mẹ là mẹ của con mà mẹ không thể nào thấy con lớn lên từng ngày. Mẹ phải làm sao để mẹ con mình trở lại thời gian đó đấy mẹ? Thời gian qua chỉ có con lớn lên và già đi thôi, còn mẹ của con thì vẫn trẻ đẹp như xưa. Con cũng biết nói giỡn quá hả? Con nói thiệt mà, con đâu có nói giỡn đâu. Bây giờ nhìn mẹ không khác gì ngày xưa hết. Cảm ơn trời đất đã cho con của con lớn lên thành người lương thiện. Mẹ cảm ơn trời đất. Mẹ cảm ơn trời đất. Mẹ ơi, con trai của mẹ. Sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?